tụi mình sẽ mãi là bạn tốt đúng không nè? Ừ, đúng rồi. Đó chính là hẹn ước bên nhau của ba đứa chúng tôi. Nè. Quá, sao cậu biết mình thích uống nước dâu này vậy? Thì sở thích của cô ấy, cậu đều biết. Của cậu nè. Cảm ơn. Wow. Ê, họ tôi bắt đầu có chút thích tài rồi đó. Tụi mình vẫn sẽ là những người bạn tốt của nhau, đúng không? Hai người đang nói gì vậy? Vừa rồi, cậu chơi bắt không tồi nha. Ừ, chứ sao nữa? Cậu khen cậu cái này, mình gì đâu mà tòng mồ hôi không ạ? Đây không phải là khăn của mình sao? Ê, chào mẹ. Ê Hòa, dây giày của cậu bị tuột kìa, đưa tới cầm báu giúp cho. Cảm ơn nha. Ê, tớ cũng thích bóng rổ, có gì cậu bày tới nha. Chỉ cần mình giấu kỹ tình cảm này thì ba đứa tụi mình vẫn là bạn tốt của nhau. Ê Hòa, nó làm gì vậy? À, không có gì. Ê mà sắp tốt nghiệp rồi á, mấy mình đi coi phim mới đi. Được á, được á. Nhưng mà bộ phim đó tụi tôi đã xem mất rồi. Hóa ra mình mới chính là kẻ xen vào giữa. Ây à, đừng nói bà giận tụi tôi nha. Hôm bữa bà đã về bị bệnh còn gì. Ừ, tôi đi vệ sinh xíu. Mặc dù ba người chúng ta là những người bạn tốt của nhau, nhưng mà đối với tớ, cậu là đối tốt với tớ nhất. Còn họ thì cậu ấy nhạy cảm quá. Tôi cũng thế vậy. Thì cả hai người nghĩ là tôi như vậy sao? Hoa, ba hiểu lầm rồi, tụi tôi không có ý đó đâu. Không phải ý đó thì là ý gì? Bà giận dữ cái gì chứ? Tụi mình là bạn mà. Bạn bè? Bà thật sự có xem tôi là bạn bè không? Tôi... Nếu mà tình bạn không có chỗ cho ba người, vậy thì tôi rút lui. Hoa! Sau đó chúng tôi không còn liên lạc gì với nhau nữa. Ê, sao chưa thấy Tài với Huy tới ta? Hello! Mối quan hệ của hai người họ vẫn tốt như vậy sao? Ê, tôi còn 4 nè, lớn nhất tới nha. Rồi giờ ở đây ai nhỏ hơn tôi lật lên đi. Ờ, ở đây có người bật thích không? Có. Rồi, giờ ngoài Hà ra thì ai của tôi tự giác đi nha. Ồ, hóa ra là Tài. Giờ thôi rồi thì hai người hôn nhau đi. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Được. Tôi sẽ uống tới hai người đó. Không cần, tôi sẽ tự uống. Tụi mình sẽ phải là bạn tốt đúng không đi? Hình như là tôi mới đầu đúng rồi. Thầy đó, mình gì đâu mà còn mồ hôi không ạ? Nếu như tình bạn không có chỗ cho ba người, vậy thì tôi sẽ rút lui. Tài, nếu như lúc trước mình chủ động hơn một chút thì liệu kết quả có khác đi không? Đồ ngốc. Tài đang nói gì vậy? Thật ra mình cũng... Tài, ông quên lời hứa với tôi rồi sao? Bạn có phải là Trendmaster 2022? Đơn giản. Rồi, quá dễ. Yeah. 2, 3, vô.
Ủa cái này là cái gì à? Môi kính. Môi kính. Là bù tòn. Nhớ chị là bù tòn. Trời nhớ. Là bù tòn. Là bù tòn. Gà ghê. Coi nè. 6 ngày 6 đêm. Không. Nhìn là biết đây. Ba đồ quý. Ba đồ quý nè. Gì đây? À, nhìn sang trái. Hay mà giỏi quá. Đỉnh quá. Pizza cà phê. À, order pizza cà phê chứ. Đúng. Hên, hên dữ trời. Em ơi đừng khóc. Tình này anh treo người mãi mãi, sau thời gian cho công bố phai. Đơn giản em đi nhìn người ra đi, dù dàn anh không lỗi làm chi, còn lại đây bao câu hứa. Halloween năm nào cũng hù hoài một vẻ, đổi đi má. Được lắm, chỉ này tôi hù ra vẻ chích riêng chứng không Halloween nè. Halloween hù hoa ra vẻ. Bên cạnh ai thì em vẫn sẽ luôn luôn thật lòng trọn vẹn mãi mãi yêu anh. I told the witch doctor I was in love with you. Do, 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 do. I told the witch doctor I was in love with you. Do, 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 do. And then the witch doctor he told me what you do, he told me. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ding, jam, well, on the bim, bim. Mấy mình hôn nhau cái vậy không? Thôi
thôi, em sợ chị Nhi với anh Bằng thấy á. Mà không biết người ta có ai đâu. Nhìn cái nha.